Chào cả nhà, bây giờ mình đi hái rau dìa rồi đây cả nhà. Một bao rau để đó hả? Muốn cá luộc trắng má. Ngon không? Sáng cho bỏ đi không một đi kiếm nhâm rau, nhâm rau. Mưa nó có rau. Chù coi. Đâu để cả nhà đó. Chù, rau ngon quá. Ủa, bữa nay bán mưa mà tư gơ tư ăn. Quá nè, ăn bì tôm. Rồi cả nhà hẹ nữa nè, đây hẹ đây. Đấy, hẹ đây mình giờ mình mới gơi đây. Có bông không? Có bông đâu. Còn đây cây khứa đây cả nhà, cây khứa giết đây. Đó, bông nè. Bông quá trời bông đó. Tướng này mà có trái. Có bông. Này hẹ. Đấy. Chưa có trái, có bông trước mình có trái sao chưa? Đây là bông thu được cả nhà đây. Bông thu được đỡ mình luộc ăn. Má giờ là trái cây cấu rồi xâm sơ. Ớt, đây là ớt. Đây cả nhà. Đây cái rồi mình tơ rồi nói chung là tắt tắt không tâm mình cầm đủ món rồi cái gì phụ ngót nấu canh đây còn cái ớt thì mình dầm nói chồng rồi cả nhà ớt nó sai đây chín này đây ớt nó chín gừa không đây nè ấy thấy chưa ớt chín không rồi nè mình để danh mình đâu có cho cho nhỏ hái đó cho nó chín ra nó đẹp sợ trong kia nó ấy, sợ trong kia nó mấy cái lớn nó cắn. Mưa mà, sáng mưa. Cái mặn câu lấy mặn câu vậy đây. Cái mặn câu, mình chưa ăn cái mà nó rụng lá quá, rụng lá chịu không nấu. Đấy. Việt Nam mình là trồng cái cây mà chưa tới mùa nó mà. Rồi bỏ đây cho nó ra thì đây ấy con. Biết chưa em ơi. Còn xe cổ này gì à? Cái con măng gì hết á. Con thứ bấy đó vậy cả nhà. Nó đi làm rồi bắt đầu gì à? Xe cổ nó bó xấu luôn con măng. Mình cứ biết tắt đây cho nó khô rồi. Nó ráo rồi. Nó không có bao. Chắc rủ con cũng chưa cho ra ăn chắc. Chưa má, chứ bố đi học gì ở đây đâu rồi. Rồi, đây là rau mà chờ mà. Lật rau cho gẹ ăn không? Đây, đây cả nhà. Cùng thêm nha. Mình hái rồi sáng rồi đây đây. Đây cả nhà, đây. Đây, lật cái con, lật cái chưa luộc. Chưa luộc sao? Luộc xong nghe. Luộc rau nè. Rau để đó, rau không? Luộc xong ơi. Luộc xong rồi sao rồi cả nhà. Ồ, rau đây. Rau thì mới đi hái rồi sáng nè. Quá nhiều. Bầu có họ cho hả? Cái hầm rau nè. Hầm rau này to ạ. Khang con khang rau con khang. Đây cả nhà. Luộc thâu cho đã đâu, chấm muối, chấm mắm. Nó là trộn ớt cũng được, xào ớt tối nha cả nhà. Cùng ăn, thâu con nhiêu được rồi ạ. Đặt cái lạc nữa đi, chưa luộc chấm chứ sao rồi. Là cây âm sầm nhiều lắm mà hai cây đọt mà rau mà hai cũng quen một con trong ha cũng quen một con rau đâu ha còn nhiều lắm đấy là bụng quen mấy hai cũng có rau ít cộng rau đỡ luộc không phải không có cái rồi kia mà ăn thiết cũng ớn cả nhà cho nên giờ mình hái rau muống đây mình luộc ơi luộc tầm ơi đọt đầu xào rồi còn hai màu mà hai lâu vừa ra rừng là mà hai nhanh mà sao giờ đây mà hai tầm giữa ông đây thâu cũng như đây cả nhà còn bốn que nữa còn bốn que hái là một rổ bây giờ đây mình như đây thâu còn nhiều lắm đây được không mức được không được tốt không cả nhà đấy bà già đi hái vào sáng giờ cả nhà trang trại bà hai trang trại bà hai con ăn con gà mái chục quá trời gà thì con ăn thấy nó sợ lắm gà bây giờ lấy trứng chắc được mấy chục con còn một bay là con rồi nữa chứ bay rồi con kia ăn rồi giờ là bài giờ chặt tiếp cho nó đi có trứng mình ăn quá nắng quá mưa sáng giờ mưa mà đây là con ngỗng đây ngỗng con đây ngỗng con đây ngỗng má đây này to ngỗng má ngỗng đây là ngỗng con đây con ngỗng ráng ăn là để mình lấy trứng mình ăn cả nhà. Đây là thằng cho một năm đặc để con lòng. Trứng cho cha chồng bữa nay để cho em trứng nha. Cho bà bầu ấy. Bầu nè. Thế không? Được mấy cưới rồi? Cưới không?
ba ký không, ba ký tôm mập mà. Nó vậy này vậy cho mừng mừng. Sao 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 muốn đây là đất nó sao đấy đấy năm ký cả nhà. Đây là con nhộng cô. Cô nặng hơn hả? À, con nặng, con được mắt đây. Đây khỏe cái nặng. Thấy chưa? Ôi giời. Chào cả nhà. Bây giờ mai giờ mình lao động nhiều đầu. Bây giờ là đúng trưa con nó qua cơm mình giờ là trưa đầu giờ mình ăn. Mời cả nhà cùng ăn cơm với mình cho vui. Mắm muối gì mời cả nhà ăn. À, cây nhà lá vườn đó, cho nên mời cả nhà cùng ăn với mình, ba mẹ con mình thâu cả ai hết dầu. À, đây là rau cải, cải mình trồng rồi cả nhà. À, cải còn đây là thịt gà kho xào xả ớt. À, còn đây á, là măng kho với cá nục cá ô cả nhà ăn cái thịt, mời cả nhà cùng ăn cho vui. Đây là rau măng ngon lắm nè. Đấy, đây là măng tre nhà. Còn đây là cái mình trồng ở cả nhà. Cái mình trồng là mình đây bắt đầu ăn hôm nay. Măng ngon không? Mà chưa giới thiệu màu cả nhà còn ăn mình. Hôm nay đi luộc mấy bữa nấu canh. Cái nó ngon không cả nhà? Cải tươi không? Cải tươi ngon. Còn đây là thịt gà, cả nhà thơm. Gà mình nuôi á, là tuy rằng nó có mắc một chút, 130 một ký cả nhà, nhưng mà nó ăn dai, ngon. Còn gà, mua gà công nghiệp thì nó rẻ, nhưng mà nó bẩn quá, nó bùi ăn được, khó ăn lắm, mắc cả chắc không liếc. Cho nên mình là lâu lâu cũng mua con gà ăn, mà mua là gà đắt tiền. Chứ còn mà gà mà công nghiệp là nó bụi bụi ăn nó màu ớt. Đây là chính con gà mình. Ngon mà. Ngon. Ngon còn ăn đây cho biết cho. Ừ. Ăn. Đây cá cổ à, cổ eo. Cái gà kho nhiều thì tạo thấm nó ngon mà nó mặn mà, cá nhiều thơm, ớt nhiều. Có nhiều hành nhiều là nó thơm rồi. Thôi giờ mình xong rồi, mình ăn xong rồi cả nhà. Giờ thôi còn con nữa nào ăn ăn cho má là xong rồi đây. Xin chào cả nhà. Mình bye bye cả nhà. Bye bye.